Trận đánh Châu Lửa trong Sử Việt. Trong các chiến thuật quân sự thời cổ, Hỏa Ngưu Trận, trận Châu Lửa là một trong những chiến thuật kỳ lạ nhất từng được con người sử dụng. Trận đánh nổi tiếng nhất trong việc áp dụng chiến thuật này là trận đánh Thành Tức Mạc giữa nước Tề và nước Yên ở Trung Hoa thời Chiến Quốc. Để bảo vệ thành trước sự bao vây của quân nước Yên, tướng Điển Đang của nước Tề khi ấy đã tập trung 1.000 con trâu của dân trong thành, dùng gươm đao buộc vào sừng trâu, lấy cỏ khô tẩm dầu buộc vào đuôi trâu. Đến đêm khuya, quân Tề mở cửa thành, châm lửa đốt đuôi trâu, đàn trâu gầm giống, lao thẳng vào trại quân Yên, phía sau là đại quân Tề chạy theo, hò hét vang trời. Quân Yên rối loạn và thiệt hại nặng nề bởi đàn trâu, bị quân Tề hủy diệt trong đêm ấy. Người Việt đã tiếp thu Hỏa Ngưu Trận vào binh pháp của mình. Sách Binh Thư Yếu Lược viết về chiến thuật này như sau. Dùng con trâu già bỏ đi, bùa sao sắc vào sừng, hai bên mình cặp tre sát vào chân cho không thể quay được. Trên lưng đội một ống pháo sắt lớn chứa một đấu thuốc, thuốc để quanh co ở trong pháo. Pháo chứa những thuốc, liệt hỏa, thần gia, thần hỏa. Phạm khi quân giặc rất nhiều, quân ta rất ít, dùng trâu ấy xông vào, người ngựa gặp phải, tức thì tan nát. Khi xông vào trận giặc thì lửa phát pháo nổ, thế như sấm động, ầm một tiếng không kịp bịt tai. Dù khó nhọc mấy, ở trong mấy chủng vây của giặc cũng phá tan được. Một trận đánh điển hình của chiến thuật Hỏa Ngưu Trận ở nước Việt đã được sử sách ghi nhận là trận Nguyễn Hữu Cầu phá vòng vây của quân Chúa Trịnh ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Nguyễn Hữu Cầu, chưa rõ năm sinh, mất năm 1751, xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, huyện ở huyện Thanh Hà, Hải Dương. Ông có tài cả văn lẫn võ, lại bơi lội rất giỏi nên còn được gọi là quận Hè. Hè là tên một loài cá biển. Khi tập hợp nông dân khởi nghĩa chống tập đoàn Lê Trịnh, ông đã lấy vùng Đồ Sơn làm căn cứ từ năm 1741 đến năm 1751. Nghĩa quân có lúc đông tới hàng vạn người, Chúa Trịnh nhiều lần cử quân đến đánh dẹp nhưng đều bị quân Nguyễn Hữu Cầu đánh cho tan tác. Tuy vậy, những nỗ lực của Chúa Trịnh cũng đạt được thành quả nhất định. Trong một trận đánh không cân sức, nghĩa quân đã bị bao vây bốn phía, gần như không còn đường thoát. Quân Trịnh tin chắc sẽ bắt được Nguyễn Hữu Cầu nên đã bắc loa dụ hàng nghĩa quân. Trong hoàn cảnh ấy, Nguyễn Hữu Cầu đã huy động toàn bộ số trâu của nông dân trong vùng để thực hiện Hỏa Ngưu Trận. Ông cho buộc những mũi lao nhọn vào sừng và hai bên sườn từng con trâu. Sau đó, đuôi trâu được buộc xẻ, tẩm nhựa thông và châm lửa đốt đồng loạt. Đoàn trâu lửa điên cuồng vì nóng lao thẳng vào nơi tập hợp của quân Trịnh, húc và dẫm đạp dữ dội làm đội quân này rối loạn. Nhân đó, Nguyễn Hữu Cầu tung quân chủ lực ra đánh, khiến quân Trịnh tan vỡ. Cũng theo một giai thoại dân gian của Đồ Sơn, hội chọi trâu nổi tiếng ở vùng đất này bắt nguồn từ cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu. Tương truyền, khi ông mang quân về, dân trong vùng đã mang 3 con trâu ra khao. Khi nghĩa quân đang định làm thịt thì bất ngờ chúng lao vào húc nhau, khiến rất đông quân lính và người dân kéo tới xem. Từ đó, người Đồ Sơn thường mở hội chọi trâu để tưởng nhớ Nguyễn Hữu Cầu. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.